Chúng ta nhìn vào thông tin kế tiếp đó. Đây là một thông tin là khá là thú vị. Hôm qua chúng tôi cũng đã biết là liên quan tới ngân hàng đầu tư nổi tiếng Goldman Sachs đã lên tiếng nói là đã đến lúc chúng ta phải coi Bitcoin như là một mảng đầu tư mà chúng ta đáng lưu ý đến thì đó là thông tin được chia sẻ rất nhiều trên báo chí Nhưng mà ngược lại trong cái thời gian ngày hôm qua đó cũng có một thông tin Đây á, là một cái thông tin ẩn như là thông tin này đó, là một thông tin mà có ai đó copy lại Sau đó chia sẻ với mọi người Đây là một cái tài liệu mà họ chia sẻ với lại những cái nhà đầu tư mà có tiền à, của ngân hàng Goldman Sachs thì trong cái bài viết này đã chủ yếu là nói về Ethereum và tại sao mà Goldman Sachs nghĩ là Ethereum nó có thể xóa ngôi Bitcoin là một trong những cái mảng đầu tư không chỉ là một cái nền tảng Smart contract nền tảng hợp đồng thông minh mà sẽ có thể trở thành một cái tài sản lưu trữ giá trị và vì lý do gì những lý do chúng ta cũng đã từng nói tới liên quan đến là Ethereum không chỉ là một cái tài sản có thể lưu trữ được mà còn là một cái đồng mà có thể dùng để kiếm được lợi nhuận như là có thể tham gia vào yield farming có thể là sử dụng để mà gây dựng những cái ứng dụng phi tập trung có thể làm nhiều điều với lại mạng lưới của Temium và có thể stake để kiếm lợi nhuận hàng tháng cũng như là chúng ta có thể được là premium có thể dẫn đến là cái phần trăm lạm phát sẽ giảm theo thời gian khi mà càng ngày càng có nhiều premium thậm chí khi mà có cập nhật EIP 1559 thì còn có thể dẫn đến tình trạng là giảm phát đây là những gì được nói tới với mình Sachs không phải đều với mọi người mà đây là một cái thông tin nằm trong một tài liệu mà được chia sẻ bởi một người nào đó nhưng mà ngược lại lại có thêm một công ty nữa công ty này là một công ty mà thường cũng không có Thích lắm. Đó chính là Guggenheim. Các bạn cũng đã biết là Guggenheim là một công ty mà hôm nay thì nói Bitcoin là sẽ lên 500 ngàn. Ngày mai là Bitcoin xuống 20 ngàn. Ngày mốt thì nói là Bitcoin không có giá trị. Ngày tới nữa thì đó là Bitcoin không có giá trị. Vân vân. Thực ra mà nói là những cái thông tin liên quan tới uh, Guggenheim và cái giám đốc đầu tư Scott Miner. Thường nhớ đó là cái tên của giám đốc đầu tư của Guggenheim. Thì thường cũng không quan tâm nhiều. Nhưng mà các bạn thấy được là Guggenheim hôm nay đó thì lại nói là sau khi mà nó tốt vì bitcoin nó đẩy giá lên sau đó nó xấu bitcoin đẩy giá xuống rồi lại thu mua rồi lại đẩy giá lên rồi bây giờ lại nói là bitcoin sẽ về 20.000 đô thì bây giờ lại nói là ethereum sẽ là một đồng có thể là tốt hơn là bitcoin tuy là thường không quan tâm đến google hèm nhưng mà chúng ta thấy được là đã, đã có một cái gì đó đang xảy ra hôm qua thì chúng ta nói tới goldman xác nói tốt về ethereum bây giờ lại có google hèm thì Thường chỉ có thể nghĩ là bây giờ cái sự quan tâm đó về Ethereum ngày lại càng tăng lên trong cái giới đầu tư lớn. Đây là một trong những cái xu hướng mà các bạn cần phải quan tâm đến. Và Ethereum thì là một chuyên đồng mà Thường đầu tư rất là nhiều và rất là quan tâm đến tương lai của Ethereum. Cho nên đây là điều mà Thường muốn chia sẻ với các bạn. Điều kế tiếp khá là thú vị. Nhiều người nói là trong cái đợt xuống giá gì qua đó, nếu như mà xuống nữa đó thì sẽ như thế nào? Michael Saylor có thật sự là một Diamond Hand hay là không? À, tại vì chúng ta thấy được là Michael Saylor đã mua rất nhiều Bitcoin cho cá nhân của Michael Saylor cũng như là cho công ty Michael Strategy à, và các bạn thấy được là thông tin đó là Michael Saylor đã mua tổng cộng cho công ty Michael Strategy đó là 92.079 Bitcoin với cái giá trung bình là 24.450 thì có phải là có nhóm người nào đó đó tại vì Michael Saylor À, mới bắt đầu ra xuất hiện trong thị trường này một cách nổi tiếng đó, là tháng 8 của năm ngoái sau khi mà michael Saylor xuất hiện đó thì đã nhanh chóng trở thành một người rất nổi tiếng và thậm chí bây giờ trở thành một trong những người dẫn đầu trong cái thị trường này đem đến những tài liệu những thông tin thường xuyên lên trên những đài truyền hình để mà quảng bá thị trường này một trong những người mà nhiều người rất là yêu thích thì mọi người đều biết là michael sailor mua cái giá trung bình cho công ty michael Chỉ cho 50 cho tổng cộng là 92.079 Bitcoin này là bao nhiêu? Là 24.450 Thì nếu như mà có một ai đó thật sự đó Thật sự thôi chứ không nói là muốn làm giá để mà làm cho người quản loạn Thật sự là muốn đánh cái giá đi xuống mạnh Và đánh đồng tin của nhiều người đó Thì cái giá phải xuống tới mức là 24.450 Đây là cái giá mà Michael là mua cho Michael Strategy Và đương nhiên đây là cái số tiền mà bán trái phiếu được Cái số tiền mà thuyết phục à, hội đồng quản trị cho michael Sally dùng để mà mua lưu trữ trong ngân sách của công ty michael strategy thì nếu như mà giá xuống đến mức này đó thì Michael Saylor có thực sự là một Diamond Hand hay là không? Lúc đó thì cho dù là Diamond Hand đi nữa đó thì có thực sự là thuyết phục được là kiếm được thêm tiền để mà thu một Bitcoin hay là không? Và nếu như Michael Saylor mà chung bước thôi thì các bạn thấy được lòng tin thị trường này sẽ giảm rất nhiều. Đây là một trong những cái ý nghĩ cũng khá là thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn. Có phải ai đó muốn đẩy Bitcoin xuống tới mức là 24.450 hay là không? Nhưng mà cho tới bây giờ giá vẫn rất tốt giá bây giờ đó là vẫn là hơn 39.000 đô chúng ta đang trên đường trở về 40.000 à, tin tức kế tiếp đó, thường muốn chia sẻ với các bạn à, đó chính là một cái thông tin mà liên quan đến là trong cái thời gian qua đó cái thời gian đi xuống qua đó thì những cái ví mà có nhiều bịch kho những cá voi đó thì đang à, xảy ra những chuyện gì họ đang làm những gì thì trước hết á, nhiều bạn hay thông thường cái trang này đó chính là cái trang uh, BitInfoChart Rich List Các bạn có thể là lên trên Google Các bạn chỉ cần là Google cái từ là Bitcoin Rich List Thì các bạn có thể là có cái link để mà đến được cái trang này Và cái trang này đó, uh, cái phần này là cái phần mà cho chúng ta thấy được là Bitcoin đó thì phân phối như thế nào Và các bạn thấy được là nếu chúng ta nhìn vào cái số lượng ví Bitcoin đó Thì tổng cộng có 2,11% địa chỉ ví Bitcoin lưu trữ tổng cộng là 94,75% của tất cả Bitcoin có thể nói được là phần lớn Bitcoin là 94,75% Bitcoin chỉ lưu trữ trong 2% địa chỉ ví mà thôi có nghĩa là 2% đã lưu trữ 94% Bitcoin trên thị trường rồi có thể nói được là cái sự lưu trữ Bitcoin đó là rất nhiều những người lưu trữ nhiều Bitcoin còn phần còn lại đó có nhiều địa chỉ ví hơn 98% của địa chỉ ví còn lại chỉ lưu trữ chỉ có là 5% Bitcoin mà thôi Đây là cái sự phân phối Bitcoin Bitcoin tuy là một mạng lưới phi tập trung nhưng mà về cái việc là Bitcoin Ai nắm giữ nhiều đó thì thật ra là chỉ có số lượng nhỏ nắm số lượng lớn mà thôi Chúng ta bây giờ đó thì cái mà Thường muốn chia sẻ nhiều hơn là trong cái thời gian qua đó thì tình hình như thế nào Thì các bạn thường được một trong những con cá voi chúng ta rất là thích theo dõi gần đây Đó chính là con cá voi đứng hàng thứ tư Có nghĩa là cái uh, ví bắt đầu từ 1P5 và kết thúc là FDH thì các bạn thấy được là cái ví này đó là chúng ta đã theo dõi trong thời gian một tuần qua thì các bạn thấy được là đây là một con cá voi đó mà hình như là rất biết khi nào nên xả hàng khi nào mình thu mua các bạn thấy được là ngày 4 và ngày 6 tây đó thì xả tổng cộng là 3.000 bitcoin sau đó ngày 8 tây lại xả thêm 3.000 bitcoin ở cái mức giá là 58.000 Giá trước đó là 56.000, 54.000. Sau đó thì giá đã rớt xuống liên tục và con cá voi này đã thu mua liên tục ngày 14 tây cũng thu mua, ngày 17 tây cũng thu mua, ngày 18 tây, ngày 20 tây, ngày 21 tây, ngày 21 tây lại thu mua thêm nữa. Tổng cộng là gần như là các bạn thấy được là hơn 2.000 bịch con được thu mua ngày 21 tây và Ngày 22, 23 đó thì khá im lặng nhưng mà ngày hôm qua thì như thế nào? Ngày hôm qua là thu mua thêm 900 88 Bitcoin Lúc mà mọi người sợ hãi đó bán Bitcoin Thì những Bitcoin đó, đó ai thu mua Thì bạn thấy được chính là những cá voi như thế này Các bạn giao Bitcoin của mình cho những cái nhà đầu tư lớn Họ thu mua lại cho nên các bạn muốn bán bao nhiêu Cũng bán được khi mà thị trường quảng loạn Tại vì lúc nào cũng có sẵn những cá voi chờ sẵn để mà thu mua và ngoại trừ con cá voi này chúng ta nhìn vào những cái ví khác đi thường nó thường không thích nhìn vào những cái ví trong cái top 100 này tại vì rất nhiều ví không phải là của cá nhân. Các bạn hiểu được là nhiều ví này là của sàn Binance, sàn Bitfinex, sàn Huobi, sàn OKX uh, cho nên sàn uh, Bitrex vân vân. Cho nên trong cái top 100 này đó rất nhiều ví là không phải của cá nhân mà là của những cái sàn giao dịch. Cho nên thường nó là thường uh, bắt đầu qua tới cái ví thứ 100 trở lên đó, thì cái cơ hội cao hơn là sẽ là những cái ví của cá nhân. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn vào chỉ năm ví thôi. Thì để hướng uh, refresh cho này lại. Uh, và chúng ta nhìn vào 5 ví thôi, 5 ví từ 100.1 tới 100.5 xem coi là trong cái thời gian mà giá khi đi xuống hai tuần qua thì những cái ví này đang làm gì Thì chúng ta sẽ không có nhìn vào cái ví 104 tại vì sao? Tại vì cái ví này đó là cái ví của cái hội đạo f 2 Chúng ta sẽ nhìn vào cái ví 106 và 105, 103, 102 và 101 Thì cái ví 101 đó các bạn thấy được cái ví này có tổng cộng là 9.098 Bitcoin À, với tổng giá trị USD là 358 tỷ đô la tổng cộng, con số rất là lớn Thì các bạn thì được là cái ví này được thành lập khi nào? Được thành lập đó là, thường zoom vào các bạn thấy rõ hơn, được thành lập đó là ngày 28 tây tháng 12 Và sau khi mà thành lập đó, các bạn thì được là đã nhanh chóng thu mua 9.098 bitcoin nạp vào cái ví này và sau đó các bạn thấy được là không có bất cứ động tỉnh nào Mặc dù là giá cả đã lên cao trong cái thời gian là từ tháng 12 năm 2020 cho tới bây giờ Vẫn không động đậy Các mà thấy được là cái giá mà thu mua đó là 245 tỷ Bây giờ đã là 358 tỷ Và trước đó nữa đó còn lời được bao nhiêu mà không có bất cứ đồng tỉnh nào Nạp vào sau đến nghiêng Mặc dù là giá cả đi xuống vẫn không lung lay

thì chúng ta nhìn về lịch sử của ví này đi thì ví này lịch sử đó cũng rất là mới luôn các bạn thấy được lịch sử của ví này đó là ngày 16 tây tháng 5 thì ví được thành lập và sau đó đã nạp vào là 9.054,64 bịch khôi à, chỉ giá là 413 tỷ bây giờ thì các bạn thấy được là xuống chỉ còn có 356 tỷ mà thôi nhưng mà vẫn không có đồng đậy sao cái đợt mà đi xuống giá vừa qua rồi vẫn không lung lay vẫn tiếp tục lưu trữ cho đến bây giờ chúng ta bây giờ À, hãy nhìn vào cái ví thứ ba đi, ví 103 này đó thì các bạn thấy được ví này có lịch sử cũng rất lâu rồi. Năm 2018 sau cái đợt mà tăng trưởng đó các bạn được là cái ví này đó thì vào hình như là cũng đu đỉnh thời điểm đó. Các bạn thấy được là mua 17.523 Bitcoin ngày 7 tới tháng 1 năm 2018. Và đương nhiên sau đó các bạn cũng đã biết là giá cả đi từ cái mức là 16.000 đô lúc mà cái ví này nạp nó số lượng Bitcoin này vào. Thì đương nhiên chúng ta đi vào mùa đông crypto. Nhưng mà cái ví này vẫn không có lung like. Các bạn thấy được là tiếp tục à, nạp vào thêm 293 Bitcoin ngày à, hôm sau, ngày 8 tây. Sau đó á, lại nạp thêm 1.700 Bitcoin ngày à, 8 tây tháng 11 năm 2018. Và các bạn thấy được là tháng 10 của năm 2019 á, thì có hai đợt di chuyển cái số lượng lớn Bitcoin ra khỏi tổng cộng là khoảng chừng 6.500 Bitcoin đã rời khỏi ví Và sau đó như thế nào Sau đó lại có thêm những đợt di chuyển ra khỏi Là tháng 1 của năm nay Lại có thêm 5.000 Bitcoin rời khỏi Bây giờ cái ví này đó Vẫn tiếp tục lưu trữ là 9.049 Bitcoin Chỉ giá là 356 tỷ có nghĩa là cái ví này đó khi mà tham gia vào các bạn thấy được là họ đã lỡ mua Bitcoin với cái mức rất là cao là 16.663 cái thời điểm là đầu năm 2018 và mùa đông crypto đã kéo tới nhưng mà vẫn tiếp tục lưu trữ lưu trữ cho đến khi nào lưu trữ cho đến tháng 10 của năm 2019 đó, thì mới bắt đầu là có bị rời khỏi à, và sau đó đó cho đến cái thời điểm là à, tháng một của năm 2021 Lúc đó giá bình thường đó là 40.000 và 41.000 Thì họ mới bắt đầu là chốt phần còn lại Bây giờ những lưu trữ số lượng lớn Có nghĩa là họ vào lỡ mua số lượng lớn Nhưng mà cũng không có động đầy Tiếp tục lưu trữ chờ đợi Và cuối cùng đã chờ đợi được cái ngày Mà có thể lấy được số lượng lớn Bitcoin Với cái mức giá cao là 40.000 Bây giờ họ vẫn đang lưu trữ số lượng lớn Bitcoin Trong cái ví này Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào địa chỉ ví à, Thứ năm đi Tại vì thứ ba là của cái hội đạo f địa chỉ ví thứ năm này đó thì chúng ta xem coi là thành lập ví khi nào à, cái ví này được thành lập rất là lâu rồi các bạn thấy được là là năm 2010 à, ngày 9 tây tháng 8 tổng cộng là có 8999 8.999 bitcoin được nạp vào thời điểm đó là bitcoin chỉ có 0,06 cent mà thôi các bạn thấy được là tổng cộng mua số lớn, lớn như gì chỉ tốn có 621 đô và thật kia mà nói đó sau đó địa chỉ ví này cũng không có bất cứ một dấu hiệu ra vô gì à, bây giờ vẫn lưu trữ cái số lượng y chang 8999 thì thật kia mà nói là cái địa chỉ ví này đó tôi nghĩ là không biết là cái người này có còn khóa cá nhân hay là không tại vì một người mà mua bitcoin với cái mức giá là 0,06 cent nghĩa là chỉ có 6 cent mà thôi à, rất là rất là thấp 6 cent mà cho đến ngày hôm nay cái giá là 39 40 ngàn mà không bán thì người này à, thường nghĩ là đã hơn cả đai mình luôn không biết là cái tay gì nữa nhưng mà À, thường nghĩ là có thể có cơ hội cao người này đã mất khóa cá nhân rồi thậm chí đã qua đời và cái ví này mãi không được lấy ra chúng ta nhìn vào địa chỉ ví cuối cùng đi là 106 thì à, địa chỉ ví này có 8.851 bịch khôi ở cái mức là 348 tỷ thì địa chỉ ví này là địa chỉ ví thành lập năm 2019 tháng 7, lúc đó giá Bitcoin là 11.630 và có 8.840 Bitcoin nạp vào sau đó thì không có động tĩnh chúng ta ngoại trừ thấy cái đợt nạp vào thêm tháng 12 năm 2019 nạp vào thêm 47,4 bitcoin thì không có động tĩnh cho đến bây giờ thì chúng ta thấy được là trong cái những địa chỉ ví chúng ta mới vừa nhìn vào đó thì không có dấu hiệu là chúng ta thấy là có những cái số lượng à, tiền rời khỏi địa chỉ ví này trong cái thời gian hai tuần qua khi mà thị trường hoảng loạn đây cũng là một thông tin cho các bạn thấy được là những cái ví lớn có những động tĩnh gì trong cái thời gian quả loạn vừa qua Những gì mà chúng ta thấy được Đều cho Thuận có cái cảm nghĩ Là chúng ta vẫn chưa kết thúc mùa thành trưởng này Hy vọng là chúng ta đúng Và chúng ta có thể thấy được Bitcoin với những cái mức giá cao hơn Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi Và tình hình giá cả bây giờ đó Thì giá Bitcoin cũng đang mức là 39.423 Các bạn thấy được rồi chúng ta vẫn tiếp tục Chờ đợi Bitcoin trở về 40.000 Nhưng mà cái mức mà chúng ta cần thấy Bitcoin vượt khỏi để mà tiếp tục cho chúng ta có hy vọng cao là thị trường vẫn đang tăng trưởng và cái mức giá 100 ngàn, 200 ngàn như nhiều nói tới đó vẫn là một mức giá mà hoàn toàn có thể đạt được trong năm nay. Thì chúng ta phải thấy Bitcoin trở về và qua khỏi đỉnh cũ là 65 ngàn. Thì lúc đó chúng ta mới có nhiều hy vọng. Bây giờ hy vọng vẫn có, vẫn lạc quan nhưng mà chúng ta cần phải xem coi giá cả. Phải như thế nào mặc dù tin tức rất tốt và thông tin on-chain cũng rất tốt. À, nhìn chung đó thị trường ngày hôm nay là một ngày rất là xanh các bạn thấy được là xanh rất nhiều đồng đã có màu xanh ngày hôm nay và chúng ta nhìn vào những đồng lớn đi refresh cái channel này lại à, để đừng bỏ cái này màu vào à, thì chúng ta thấy là bitcoin thì tăng 3,1 ethereum tăng 7,5 phần theo chúng ta không nói tới Binance Coin thì tăng 1,4%, Cardano tăng 5,7% trong vòng 24 giờ qua, XRP cũng tăng, à, Dogecoin thì không có sự tăng trưởng. Uh, trong vòng 24 giờ qua Polkadot tăng 2,3% USDC chúng ta không nói tới Internet Computer thì xuống 2,9% dẫn đứng hàng thứ 10 hiện bây giờ Đồng Dogecoin thì uh, ở mức 35 cent vẫn đứng hàng thứ 7 Có thể nói là nhiều người không ngờ là đồng Dogecoin có thể tiếp tục giữ vững vị trí thứ bảy này và chúng ta biết được là Elon Musk uh, thì vẫn đang chiêu nạp những cái developer để mà phát triển đồng Dogecoin và bây giờ thì đang uh, hoạt động với là Michael Saylor về việc làm cho Bitcoin đào uh, sử dụng nhiều năng lượng xanh hơn và Thuận hy vọng đây là những cái thông tin mang đến nhiều giá trị cho các bạn trong cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn